cho thấy rồi. Bữa nay mình sẽ nói về cái phần thăm khám tim mạch, bàn chút về mấy cái triệu chứng khác ngoại trừ bên ngoài triệu chứng nghe tim nha. Nghe tim là chắc phải buổi khác á. Rồi để anh chiếu màn hình bự bự lên đây. Đầu tiên mình nói về triệu chứng tím ha. Triệu tím tái em học trên lớp thì thông thường là một trong những triệu chứng cơ năng của tim mạch, nhưng mà nó cũng nằm ở triệu chứng thực thể nữa. Thì khi mình thấy bệnh nhân tím thì thông thường là sách vở nó sẽ ghi là máu mô mạch là 5 gram của cái hemoglobin khử là khoảng 5 gram thì mình sẽ thấy tím. Mà thực tế là máu động mạch nó khoảng 4, 2.3, mà máu mô mạch là 4 chấm mấy là mình thấy tím rồi. Cho nên Dạ bệnh anh nhân ơi, mà thấy em sao nói gì vậy? tụi em chưa thấy màn hình. Sao đưa thấy được không vậy? Lít vô cái chữ cái bản thuyết trình của Tuấn Hen á, vô cái chỗ trò chuyện nè, lít vô cái ô mà bản thuyết trình á, bản trình bày của Tuấn Hen, hiểu không? Hiểu không? Ok. Được chưa em? Tại vì anh đang để màn hình của cái drama nè, thấy chữ tím tái chưa? Rồi hiện tại đang thấy cái gì? Có thấy cái màn hình có chữ tím tái với cái drone cái bên không? Gõ vô đi, Dạ, gõ vô cái comment này. bây giờ đang thấy anh đang coi comment tụi em rồi chứ không có thấy tiếng tái nha. Ok, vậy để anh phải mở cái màn hình. Anh phải mở một màn hình thôi mới được. Để anh tắt xe lại nha. Rồi mới tắt xe đó, giờ xe lại. Rồi em thấy cái gì? Dạ thấy tím tái rồi đó anh. Rồi vậy nói tiếp nha, có gì cứ bật mic lên nói đi, tại em không có thấy comment được. Đây, rồi. Thì cái chữ này là chữ xá nấu xa, nghĩa là tím. Mình thật ra thì bệnh nhân tím như lâm sàng ít thấy lắm. Mình thấy bệnh nhân tím trong hai trường hợp thôi, một là người ta bị siêu hấp nặng, hay là người ta bị tim bẩm sinh thôi. Cho nên này thì dạy cho mấy đứa hiểu nguyên tắc thôi. Tóm lại sẽ thấy tím khi mà bệnh nhân có cái lượng hemoglobin khử trong máu á, là tối thiểu là 2.38. Còn đối với lý thuyết thì mình học là 5 đó, 5 gram là thấy tím đó. Tối thiểu là 2.38 hay còn tối đa còn thường mình học là khoảng 5 gram và thấy chắc chắn thấy tím. Rồi mình sẽ có cái sự liên quan giữa bệnh nhân tím và SpO2. Ví dụ như bệnh nhân đó SpO2 người bệnh dù bình thường bệnh nhân hemoglobin là 12 gram đi, thì khi bệnh nhân nó SpO2 dưới 80 đó, là em sẽ thấy thấy tím, tại vì cái lượng hemoglobin khử nó sẽ đủ trên 2.38. Từ câu này suy ra mấy đứa suy nghĩ nha, bây giờ bệnh nhân mà có máu với bệnh nhân mà đa hồng cầu á, là bệnh nhân nào mình sẽ thấy tím nhiều hơn? Rồi câu này mà comment đi ha. Bệnh nhân thiếu máu, nhân đa hồng cầu đó, bệnh nhân nào mình sẽ dễ thấy bệnh nhân nó tím trên lâm sàng hơn? Tóm lại nha, tím tái thì thường là mình thấy á, thì mình sẽ coi nó thường là hemoglobin khử nó đủ thì nó sẽ thấy tím. Có một cái câu quan trọng trong bài tím đó là phân biệt tím trung ương với tím ngoại biên. Cái câu mấy đứa nên nhớ là cái bản chất của tím
là nó khác nhau ở chỗ là cái bản chất. Tuyến trung ương có nghĩa là máu từ tim ra nó đã tuyến sẵn này, ví dụ như tim bẩm sinh, hay là tim bẩm sinh có đảo sinh, hay là bệnh nhân đó có siêu hấp đang thiếu oxy máu. Còn tuyến ngoài biên có nghĩa là máu từ tim thì nó đỏ, nhưng mà tới oxy, tới mô thì nó nhẹ oxy nhiều quá, nó bị tím, thì thường nó tím ở vùng ngoài biên. Sự khác biệt khi khám là một cái là tím môi, tím lưỡi là trung ương, còn tím ngoài biên thì tím ở cẳng chân thôi. Ví dụ như ca này mình thấy cái môi tím nè, rồi cái ngón tay cũng tím, thì thường lại là tím trung ương, tay dù trống, với lại môi tím là gặp tim bẩm sinh. Còn tím ngoài biên, ví dụ như cái bàn tay bệnh nhân có lúc trong hội chứng Raynaud thì lúc thì nó xanh, lúc thì nó đỏ, thì nó do cái sự co mạch ngoài biên thôi, nó làm cho nhã oxy nhiều quá thì có thể nó tím lúc đỏ thì là tím ngoại biên, nhưng bệnh nhân này sẽ không có tím môi, tại vì máu trong tim ra nó chưa tím, nó tới tay nó mới tím nha. Đó là phần về bệnh lý tím ha. Cái thứ hai là về cái ngón tay dù trống. Ngón tay dù trống thì lâm sàng chắc mấy đứa đã gặp rồi, chỉ muốn nhắc lại là ngón tay dù trống nó có thể nó có nhiều giai đoạn thôi. Như mình thấy ngón tay dù trống mà nó thật sự như cái dù trống á, là giai đoạn 3, 4 rồi, tức là bệnh nhân nó rõ ràng rồi. Còn nếu như bệnh nhân mà giai đoạn mới á, có thể mình chỉ ấn vô cái chỗ giường móng nó mềm thôi, hoặc là khi em kêu bệnh nhân làm cái động tác mà chập hai cái ngón tay lại nhau vậy nè, thành giai đoạn 2 đó, thì mình sẽ thấy được một cái cửa sổ ở giữa hai cái móng, nó gọi là cửa sổ chamrod. Nếu còn cửa sổ đó thì là bình thường, nếu mất cửa sổ đó tức là cái móng nó lòi ra, thì nó có nghĩa là bệnh nhân nó có ngón tay dù trống, có nguy cơ ngón tay dù trống. Khi mình đọc về một triệu chứng gì đó thì mình nên nhớ là nó có tác dụng gì nha. Ngón tay dù trống thì thường mấy đứa được học là liên quan tới tim bẩm sinh, hay là bệnh lý ác tính, hay là những cái thiếu oxy mô mãn tính. Thì trong thực tế nó cũng gặp nhiều. Về mặt tài liệu y khoa thì nó có ý nghĩa trong một vài bệnh, ví dụ như bệnh nhân bị siêu hấp mạn, xơ hóa phổi, bệnh nhân bị viêm nội tâm mạc nhiễm trùng chẳng hạn, hay là bệnh nhân có suy tim, có sơ gan. Mà theo anh mấy đứa chỉ cần nhớ như là trong dù trống á, nhớ nhất á phải là trừ tim bẩm sinh, cái thứ hai á, là bệnh lý ác tính tức là ung thư phổi á, là sẽ có cái này. Cái thứ ba nữa là những cái bệnh lý mà giảm oxy máu ở mô mạn tính này ha, gọi là lopping ha, lopping là ngón tay dù trống. Ủa bệnh này mấy đứa nhìn màn hình là mấy đứa biết không? Mấy đứa biết nó là bệnh gì không? Đi ba chắc không biết bệnh lý nhiều đâu ha. Thông thường cũng phải học cái kiểu này nè, khám triệu chứng rồi suy ra bệnh đó. Hỏi nhiều quá ta, để anh coi mà đứa đang gọi cái gì vậy? Đang cầu tiếng nhiều hơn, chơi group. Tiếng chuyên biệt là sao anh? Khi tiếng môi là ngoại biên. Ok. Thật ra ngoại biên tím môi cũng có thể, nhưng mà quan trọng là tím lưỡi nữa đó, thì nó là trung ương. Nhưng mà mấy đứa nhớ bản chất của vấn đề nha, bản chất của vấn đề là máu từ tim ra tím là trung ương rồi, nó vậy thôi đó. Còn bản chất của ngoại biên là nó do vấn đề tưới máu mô thôi, do co mạch giãn mạch thôi. Còn khám thì mình sẽ dựa vào, thường là dựa vào niêm. Đúng rồi, cái ca này. Ủa mấy đứa đang thấy màn hình chữ bệnh gì không vậy? Thấy không? Không thấy la lên nha. Còn thấy thì anh nói tiếp. Đây là cái bệnh lý viêm nội tâm mạc nhiễm trùng ha. Thấy những cái tổn thương Osler, là những tổn thương gen quay là trên bàn tay, nó có những cái chấm, những cái tổn thương đau hoặc không đau. Có splinter hemorrhage là xuất huyết cái giường móng mà. Bệnh này thì lâm sàng điển hình lắm, nó cũng là một viêm nhiễm trùng huyết đó. Nên bệnh này thì mình gặp ca đó mình sẽ nhớ, nhưng mà trước đó mình được dạy là có những dấu này mình sẽ đi tìm thử ha. Sau này có gặp những ca có viêm nội tâm mạc nhiễm trùng thì có thể tìm những cái tổn thương
ở bàn tay. Cái một cái dấu hiệu tiếp theo của tim mạch là phù. Dấu hiệu phù thì mình có thể chia làm từ độ 1 tới độ 4. Cái này anh nghĩ cũng không có cần phải quá, thực tế cũng không ai hỏi phù độ mấy, nhưng mà nếu giờ sẽ ai hỏi phù độ mấy thì mình có thể chia ra là phù nặng hay nhẹ đó. Ví dụ phù nặng nhất thì sao nó không có hồi lại, rồi còn phù nhẹ thì ấn cái nó hồi lại, rồi còn phù độ 2, độ 3 thì có thể không có rõ ràng lắm. Phù nào ấn cũng lõm nha em. À, hỏi phù này là phù ấn lõm, có phù ấn không lõm nữa nhưng mà ít gặp. Bài phù mình đưa vô chung với cái hình của tràng dịch màng phổi nha. Ý của anh là tràng dịch màng phổi nó cũng là một dạng phù á, tại vì nó thoát dịch ra khỏi một kẻ, từ động mạch thoát ra một kẻ, cho nên tràng dịch màng phổi mình đưa cũng xem như một dạng phù. Có một vài cái kiểu hình đặc biệt nè mình nên chú ý, kiểu hình kết sinh ha, mặt tròn với lại có mặt đỏ lên và bên về trung tâm có nhiều ca có hồng ban cánh bướm, là có diện đỏ mặt và hình cánh bướm á. Đôi khi nhiều ca bị bệnh lý hẹp van thai lá cũng có kiểu này, nhưng mà đa số là gặp trong lupus ban đỏ hệ thống. Mà nếu lupus hệ thống thì nó có một biến chứng tim, lupus có biến chứng tim thì thường tử vong cao lắm. Thì nhớ nếu mà thấy bệnh nhân có vẻ mặt có hồng ban cánh bướm thì cẩn thận những trường hợp bệnh nhân có bệnh lý tự miễn. Ngoài ra có một vài bệnh tim bẩm sinh, ví dụ như là kiểu hình mặt phan, tay chân dài, lấy cái tay này nắm tay kia thì có thể bao trọn có thể đụng hai cái đầu ngón tay lại. Nếu có thể làm thử ha, mình có kiểu hình mặt phan không anh, này nắm tay là gì này, nắm được là mặt phan đó rồi, nó chui nha, mặt phan nhiều lắm đó. Nhưng mà nói chung này nó phải đi kèm với lại bệnh lý của bệnh động mạch chủ nữa nha, chứ không phải gì không nha. Với kiểu hình hội chứng Đao á, học ở cấp 3 rồi. Đây là một cái ca có hội chứng kết sinh, thì mình thấy là tay chân teo nè, rồi vết thương không lành nè, có những cái strain go, là những cái strain là những cái phần tím mà nó bị nứt á, nứt da đó, bé về trung tâm á, mặt có râu á, phụ nữ mà mọc râu, có những cái gọi là bú trâu á, là nó mọc vùng lưng với vùng bụng. Nhưng mà nhớ là tay chân teo nha, chân teo. Đây là ngược với con này là suy kiệt. Suy kiệt thì thấy ấm nhôm nhất vậy nè. Rồi nói thêm cái này nữa là cho mình đi hỏi một chút. Còn một dấu hiệu nữa là gọi là xanthelasma. Nãy giờ anh nói mấy cái dấu hiệu là nhìn ngoài không á, nhìn nhìn thôi thấy rồi đó. Thì có một cái dấu là xanthelasma, dấu này thì đi đâm xẻ anh nói mà nhiều khi mới đứa không hình dung được thì vấn đề mới có cái chiếu nè. Xanthelasma hay còn gọi là ban bẹn bi mắt á, là một dấu hiệu mà mình thấy ở những người có lắng đọng cholesterol mô. Khi thấy dấu này thì mình sẽ hiểu là 50% những người có dấu này sẽ có tăng cholesterol máu, hoặc là gia đình có bệnh đó. Và những người dấu này thì thường lại có tăng nguy cơ bệnh lý xơ vữa, cho nên mình nên đi khuyên người ta nên đi làm một cái lipid profile, thử một cái bộ mỡ lúc đó. Để khi thấy được dấu này thì dùng gân gót nha. Dấu này anh đi khám bệnh nó thường anh thấy người nhà không, ví dụ như khám ông đó sẽ thấy, họ sẽ thấy chị giống có dấu này, không lẽ giờ kêu bà đi thử được mở máu chứ, mà không biết nói làm sao. Đôi khi em nhìn thấy mà nhìn chị giống có thì anh lại nói ở dòng này cũng có mở máu cao, giống giống vậy đó. Đó là hai dấu này, có nghĩa là lắng động mở máu, cholesterol. Cái thứ hai là gia đình, tính gia đình thấy nó thì có, nhưng mà không thấy nó thì không loại trừ nha, hiểu chưa? Thấy nó thì khả năng cao rồi. Rồi tới đây thì mọi người có thể hỏi, hoặc là có thể cảm thấy hiểu hay không hiểu.
cholesterol máu thì bàng quang có giảm hay không? Có thể em, nhưng mà anh thấy thì thường mấy người đó cái bàng nó có rồi thì thường phải đi qua bên qua mắt ta cắt ra, tiểu phẫu cắt ra thì nó lẹ hơn. Thì sẽ thấy hình này nhiều lắm, tức là thấy cái dấu nó nhiều lắm, có những thứ đó chứ nó trước mắt em luôn á, nhưng mà đi trong xe không có thấy, tại em không được dạy trước á, sau này đi sẽ để ý nhiều thứ hơn ha, nhìn là thấy bệnh liền, nhìn đâu thấy bệnh chứ. Cái bàn vàng em hay thấy ở bệnh nhân kết sinh có liên quan không anh? Anh cũng không chắc lắm, chỗ này anh không chắc lắm, mà chắc chắn là bệnh lý kết sinh thì cũng có rối loạn lipid thôi, cho nên không biết cái nào có trước thôi. Nhưng mà sách vở thì không có ghi là ban vàng liên quan đến kết sinh nha, phù tim có phù cứng hay không, thường phù cứng là do tắc bạch huyết em, với tắc tĩnh mạch, ít khi nào phù tim mà phù cứng. Em gặp rồi thì em có thể nói cho anh biết, vì tăng bao lâu sẽ ban vàng, câu này trả lời không được. Không biết, có những người trẻ lắm cũng thấy à, nhưng mà thường tới mức độ thấy đó thì mỡ máu rất là cao nha. Như nhiều khi em đi xe mà em nghe mấy ca nhồi máu cơ tim mà có 19, 20 tuổi á, là nó nằm ở cái bệnh lý là tăng cholesterol gia đình đó, bệnh lý là hội chứng. Nhưng mà lý đó là nếu mà người nào có gia đình có người trẻ tuổi như vậy bị á, là cả nhà mà cùng thế hệ á, là phải đi thử bỏ máu hết, thường là tăng cái đám á. Ok, giờ nói tiếp nha. Có cái chỗ ngón tay bệnh nhân nè, em đang thấy có đứa nào thấy cái hình, mấy đứa có thấy cái hình cái màn hình ngón tay cầm điếu thuốc không? Thì bệnh nhân mà nếu hút thuốc lá thì mình sẽ thấy cái dấu này nè, nó gọi là tobacco stain đó, người ta gọi là nha, tobacco. Thường là người ta có này thì mình nói hút thuốc lá. Nhiều khi nhiều bệnh nhân em hỏi bệnh nhân hút thuốc lá không, nó không, nhịn tay dằn khè, họ thấy có thuốc trong túi là hiểu rồi đó. Cho nên nên là lúc mà khám bệnh phải nắm tay bệnh nhân rồi bấm bấm rồi sợ sợ coi có dù trống hay không, rồi có thì thường mình tìm những thứ này nè, dù trống nè, tay có thiếu máu hay là bóng bệnh nhân có suy dưỡng hay là suy kiệt hay là có những cái sobeco stand hay không nha. Rồi cái dùng chân nãy giờ vẫn nói những cái dấu nhìn nha, nãy em nói phù phải không, cái chân em còn thấy nó có thể thấy được nó bị loét. Bây giờ anh cho mọi người suy nghĩ nha, cái lép cái hình bên trái với bên phải, hình nào là loét do động mạch, hình nào là loét do tĩnh mạch. Em sẽ thấy những dấu loét trên lòng sẹo thế này nè. Rồi dù như cái hình bên trái là loét ngay ngón chân á, hình này loét ngay cái cẳng chân nè, hình nào là động mạch, hình nào là tĩnh mạch, đoán xem. Trái tĩnh mạch, phải động mạch, phải tĩnh mạch, hai tĩnh bê động, trái là động mạch. Mà xin lỗi nha, em nói phải trái là sao vậy ta? Bên phải của em phải bên phải của anh không nữa. Thôi về ngón chân đi. Vậy trả lời câu này, ngón chân là động mạch tĩnh mạch nè, lấy ngay ngón chân nè. Lộn cái đây, lấy ngay ngón chân ngón lỗ nè. Tĩnh mạch. Tĩnh mạch, ngón chân là tĩnh mạch. Ngón chân là tĩnh mạch. Ngón chân là động mạch. Ok, có nhiều tình cầu bên cho anh biết mấy đứa đang nghe nha. Nhưng mà rồi có người đã động mạch tĩnh mạch có nghĩa là sẽ có đứa sai, tại vì có 50-50 thôi. Cho nên
mình sao lại cho nhớ nha. Cái dấu bên trái là chronic artery insufficient, bên trái là lét động mạch, ngón chân ischemic ulcer nè, có chữ ischemic tại mấy đứa không biết. Ischemic nghĩa là thiếu máu, thiếu máu về động mạch thì mới dùng chữ ischemic, nên nhìn đây là biết động mạch rồi. Còn bên phải là chronic venous insufficient là suy van tĩnh mạch mãn tính, nó sẽ ra dấu này. Mình có thể xem so sánh một cách đau cách hồi, đi thì đau, ngồi thì nó hết. Cái này luôn thường là đau, lúc nào cũng đau. Rồi bên ngón chân thì mất mạch, còn này thì thường nó còn mạch. Tuy nhiên nếu mà phù quá cũng không sợ được mạch nha. Mà cái bài này mình học sao nha, nhưng bài này anh chỉ muốn nói nhìn một cái cảm quan thôi. Thì thường ở tĩnh mạch nó sẽ to rồi, vết loét to mà nó nông, và thường ấn vô nó sẽ, nếu mà có viêm tắc nó sẽ đau do tắc tĩnh mạch á và do suy van tĩnh mạch. Còn cái động mạch á là thường cái vết loét nó sâu, đôi khi nó hoại tử ngón chân luôn, và nó có thể nó không đau nếu mà nó mãn tính, nhiều khi nó loét nó khô đét luôn ha. Ok chưa? Có một cái nhìn lần đầu nha. Rồi tiếp nha. Về lại cái slide hồi nãy. Tụi em có thấy chữ ban vàng không vậy? Tức là bật mức tôi nói rồi, thấy chữ ban vàng không? Dạ thấy ạ. Thấy nhanh rồi. Ok. Rồi ban vàng này hình như là những cái dấu mà nhìn gọi là nắm tay vặn giò đó, nắm tay vặn giò đó, thì phải nắm tay bệnh nhân với coi cái giò bệnh nhân nha, từ xa tới gần, sao nhìn vào mắt, nắm tay vặn giò, nhìn thẳng vào mắt ở đó. Tóm lại là khám nhìn mấy đó đó, nó nhìn những cái ngoại biên. Rồi cái thứ giờ mình sẽ nói một chút về đánh giá dịch. Dịch có nghĩa là lượng nước trong cơ thể á. Những bệnh nhân của tụi em sẽ có hai tình trạng, một là mất dịch, thiếu nước, mất dịch chứ không phải mất dịch nha, thiếu nước. Hai là bệnh nhân bị dư nước, dư dịch. Thì đối với bác sĩ tim mạch hay bác sĩ thận, bác sĩ nào nói chung mà liên quan tới dịch cơ thể thì thường phải khám cho ra cái này, nghĩa là em phải coi bệnh nhân này là có bị thiếu nước hay là dư nước. Nghe bên đây học được một khái niệm là nước nôi thế nào nha, dù đi là hồi sức mà hỏi nước nôi sao, là đang hỏi thiếu nước hay đủ nước, mà hỏi vụ khác nha. Thì em thấy nếu mà bệnh nhân thiếu nước thì thường có những cái dấu có giá trị là mắt trũng, dấu phễu già, hõm nách khô, và niêm mạc miệng lưỡi nó khô, có những cái đường nứt dọc như thế này, da béo một cái nó bị gì. Tuy nhiên dấu này, những dấu này đều có độ đặc hiệu rất cao, thực tế thì cũng khó thấy bởi vì ở nhi khoa thấy nhiều hơn ở nội khoa ha. Tuy nhiên có thể là gặp bệnh nhân hơi đủ nước không, thì em có thể cho bệnh nhân, em có thể mô tả là da tay chân bệnh nhân khô, lưỡi bệnh nhân khô queo chẳng hạn, nách cũng khô luôn, thì mình có thể dựa vào những dấu này. Nếu da sẽ ít thấy lắm. Mà ngược lại với lại dấu này là bệnh nhân bị dư nước. Dư nước là thường mình dựa vào CVP. CVP gọi là áp lực tĩnh mạch trung tâm đó. Để làm quen với một thuật ngữ nha, thuật ngữ tức là thuật ngữ CVP. Áp lực tĩnh mạch trung tâm định nghĩa là áp lực tĩnh mạch chủ trên, nhĩ phải, trong điều kiện không có hẹp van ba lá, tương đương với áp lực thấp phải của tâm trường. Những cái định nghĩa anh đọc đó là những định nghĩa mình nên nhớ, bởi vì định nghĩa, hiểu định nghĩa xong thì mới có áp dụng thực tế được. Giống như em phải học từ bản cứu chương vậy đó. Có những định nghĩa nên nhớ, nên thuộc, rồi sau đó mới học tiếp những cái cao siêu hơn nha. Rồi tóm tắt là áp lực tĩnh mạch trung tâm CVP là áp lực trung bình của tĩnh mạch chủ trên, bởi vì nó nối thẳng với nhĩ phải cho nên nó cũng có thể xem như áp lực nhĩ phải, và trong điều kiện không có hẹp van ba lá, và nếu như nó thông luôn thì
có thể xem như đó chính là áp lực thất phải của tình trường. Nói tóm lại, CVP sẽ phản ánh bệnh lý của tim bên phải mà nó liên quan tới áp lực với lượng dịch trong cơ thể. CVP, đây là cách đo CVP nha. Bây giờ mấy đứa phải hay hiểu gì nè. Khi mình học về CVP, mình sẽ biết là bệnh nhân phải ngồi tư thế 45 độ rồi, độ cao mình mới khám được. Lý do là thế này, dù bệnh nhân mà ngồi hẳn lên á, thì mình cái đỉnh đập của tĩnh mạch cổ nó sẽ nằm ở, sẽ khó thấy. Tại bình thường nó sẽ nằm tính từ chỉ phải lên đỉnh đập cao nhất của nó là khoảng 5 cm nước. Tức là cái chiều cao tuyệt đối 5 cm. Hình này cho Lâm Sàng anh dạy mà anh không biết sao hình có thể vẽ ra được, vẽ xấu quá. Nên đây là cái hình dung ha. Cho nên nếu như bệnh nhân nằm đầu ngang thì nó sẽ tràn ra luôn, đúng không? Tràn ra tới đầu luôn à. Thì tới mạch cổ sẽ nổi, mà nằm đầu ngang tới mạch cổ nổi là bình thường. Còn nếu như bệnh nhân ngồi hẳn thẳng đứng lên á, thì tới mạch cổ nó sẽ xẹp xuống dưới, cái xương đòi không thấy. Nên phải để bệnh nhân nằm tới 45 độ. Rồi đúng là người ta lấy cái thước người ta đo vậy nè, đo vuông góc á. Em kiếm cái clip cho mấy đứa coi ha. Nhưng mà cho hỏi nè, câu này hỏi trước một câu, nếu bệnh nhân đó bị thiếu nước thì sao? Nếu bệnh nhân thiếu nước, tĩnh mạch cổ sẽ thế nào? Chứ thật sự nha, chứ không phải là thiếu nước hơi hơi nha. Xẹp thì ai chả biết, nhưng mà xẹp ở tư thế nào? Sao lại nằm? Good, ok, thông minh, sáng dạ đó. Rồi đó là bệnh nhân nằm thì tĩnh mạch cổ nó phải tĩnh mạch cổ lúc mà nằm á, thì nó phải tràn ra đúng không? Nên một cái người tĩnh mạch đang nằm mà tĩnh mạch cổ nó xẹp lép, mà lưỡi thì khô quắt, tay chân cũng khô queo, có mấy cái gai lưỡi thì đó, ok, này thiếu nước rồi đó, được chưa? Dĩ nhiên đó là cái lâm sàng nha. Còn khám hay còn những thứ khác nữa, như nước tiểu nhiều rồi đó, CVP rồi. Mà nếu em nhìn qua cái hay nó thiếu nước hay không thì cũng hay dựa vào tĩnh mạch cổ và những cái dấu hiệu đó hồi nãy. Các bạn thấy cái màn hình YouTube không? Nè, mạch cổ đo nè. Để qua có link cho mấy bạn ha. Ok, trời ơi, đứa nào nói chuyện nè. Giỏi vậy. Rồi em sẽ mô tả cái xem là cái khám tới mạch cổ ha. Nằm đầu 45 độ nè, sau đó bệnh nhân nghiêng qua một bên để em thấy rõ hơn thôi. Nó sẽ nằm ở cái chỗ là cái đường hai cái đầu của cơ đòn chấm á đó. Cái đầu xương ức với cái đầu xương đòn này nó sẽ nằm giữa hai đầu này, thường nó sẽ nằm một khoảng đó. Tĩnh mạch cảnh trong nha. Nhưng mà người bình thường như cha nội này là em không thấy được cái tĩnh mạch cổ đọc, thì em có thể sợ cái động mạch cảnh nó đọc. Mà có thể so sánh với tĩnh mạch cổ là động mạch cảnh thì thường nó đọc một đỉnh sợ được, còn tĩnh mạch cổ là thường nó hai đỉnh mà không sợ được. Tức là nên nghiêng cổ bệnh nhân qua để thấy được cái đỉnh đập. Nếu mà bệnh giờ giả sử như nằm vậy mà không thấy, nghĩa là bệnh nhân nó bình thường, tại nó nằm nó quá thấp, nó nằm ở dưới xuống đòn không thấy, cũng không có cần phải khám nữa. Nếu mà nhìn kỹ rồi không thấy thì thôi, có thể mình dùng cái nghiệm phá ống gan phòng cảnh cho nó lội lên chút, cho nó phồng lên rồi mình đó đó, em phải đo vậy đó mới đúng đó. 4 cm là bình thường. Giả sử như cái nhĩ phải nó nằm vậy, nhĩ phải nằm đây thì cái chiều cao của tĩnh mạch cổ nằm dưới xương đòn, thấy không? Cho nên nếu như người đó có bệnh lý gì đó nó sẽ chảy lên trên thì em sẽ thấy tĩnh mạch cổ nó nổi lên. Tĩnh mạch cổ nó sẽ có hai cái sóng quan tâm, mình quan tâm là sóng A và sóng V nha. Bây giờ mọi người cho hỏi một câu là đã từng nghe về sóng A và sóng V chưa? Đúng rồi, hai cái sóng đó là hai cái sóng nó sẽ nổi lên đó em. Em nói này nè, cái sóng A sóng V thì nhưng mà mấy đứa chưa nghe bao giờ thì em nói nó sẽ hơi nó hơi mới lạ quá. Nhưng mà mình sẽ có cái nhìn anh sẽ cho mấy đứa coi hình thôi. Tuy nhiên là mình sẽ hiểu là tĩnh mạch cổ nó có tới 4 cái sóng lần A, X, V, Y, là sóng lên sóng xuống. Mình thấy là sóng lên là nhiều, sóng xuống là ít thấy. Và nó cũng sẽ giúp mình trong một vài bệnh lý.
thì nói để mình đọc theo, thì bên anh sẽ cho mấy đứa coi những cái clip mình đã lấy sẵn ha. Bây giờ là mình đang đi từ tay chân tới mặt đúng không? Giờ tới cái cổ nha. Thật ra mà nói cái cổ là nhìn thấy rõ nhất là mạch đập của ông nào. Cái cổ nhìn vô thấy liền đập, là thấy ngào đập. Đúng rồi, thật ra động mạch là dễ thấy hơn ha. Dễ thấy lắm. Nên tĩnh mạch là cái khó thấy. Tĩnh mạch cần luyện tập thời gian mới nhìn thấy được. Từ nay về sau thì nên tìm cách nhìn tĩnh mạch. Rồi để anh mở cái clip nha. Để nói xong này đi đã. Rồi tĩnh mạch cổ thì cách đo là như vậy ha. Đo như cái clip hồi nãy á. Nếu mà nằm độ 45 độ không thấy thì thôi chắc nó xẹp rồi. Không cần phải đo nữa, không có cao. Không thiếu nước thì thôi. Con số là 5 cm tính từ nhĩ phải nha. Bởi vì là 5 cm tính từ nhĩ phải cho nên tính từ GLUI thì nó là có thể nó sẽ thấp hơn. Nhưng mà giả sử như lâm sàng á, mấy đứa sẽ đo lâu ai thấy ai lấy cái thước mà đi đo đâu. Nên thật ra mình ước lượng thôi, nhìn không thấy thì mình dường như cái bạn này là bà nói không? Này cái hình kia bạn bên phải nè, tới mặt cổ gì là nói không? Dù như bệnh nhân này là nói rất là rõ đúng không? Mà khi mà em nhìn lại á, cái giải phẫu á, thật ra nó chính là tĩnh mạch cảnh ngoài nha. Cái này là tĩnh mạch cảnh ngoài, còn sách vở ghi là tĩnh mạch cảnh trong. Giả sử như mình gặp tình huống này thì mình vẫn kết luận là cảnh trong nó đang nổi, tại thứ nhất là tư thế này tư thế đầu cao, thứ hai tĩnh mạch cảnh ngoài nổi, tĩnh mạch cảnh trong chắc chắn nổi, bởi vì cảnh trong nó sẽ cao hơn cảnh ngoài. Trên đường đi giải phẫu nó đổ về, cảnh ngoài nó đổ qua một cái cua vuông góc, còn cảnh trong đổ thẳng nhĩ phải. Hai đứa này đều không có van, mà khi bạn thấy nhĩ từ mặt cảnh bên ngoài mà nổi á, cảnh trong chắc chắn nó nổi. Con dấu này không bàn cãi gì hết mà cổ nổi. Ai bắt bẻ kệ, mình không cần giải thích cho những người muốn bắt bẻ. Cảnh ngoài nổi, cảnh trong chắc chắn nổi. Đó là cái về cái phần tĩnh mạch cảnh. Em có thể phân biệt ổ đập nha, ví dụ như tĩnh mạch cổ thì đường nằm nông, mà cảnh cảnh thì nằm sâu, động mạch cảnh thì nằm sâu. Tĩnh mạch cổ thì nó lan tỏa, động mạch thì nó gọn thôi. Mà thường cái quan trọng nhất là cái hai đỉnh á, tĩnh mạch cổ đập hai đỉnh, động mạch cảnh bình thường là một đỉnh. Và tĩnh mạch cổ là mình sẽ không có bắt được, nhìn thấy thôi. Còn động mạch thì phải thường là rờ vô nó thấy nó đập. Có một dấu hiệu là khi mình chặn nhẹ cái vùng cổ, chặn nhẹ nha chứ không phải bóp cổ nha. Em chặn nhẹ thì em sẽ chặn được tĩnh mạch chứ em không chặn được động mạch. Nên nếu mình chặn nhẹ vô mình thấy nó nổi gồ lên á thì cái đường đó là đường tĩnh mạch. Còn nếu mà chặn xong nó không mất thì nó vẫn là động mạch. Nhớ đừng bóp cổ bệnh nhân nha. Và đây là ứng dụng cho lâm sàng. Ứng dụng của CVP nghĩa là khi mà CVP đo mà trên 8 và phương pháp Lewis phương pháp nãy đó thì mình sẽ kết luận là một là suy tim xuất huyết, hai là bị thừa dịch, ba là phù phổi, bốn là có thể tăng áp lực của tâm trương, tức là tình trạng xuất huyết của tim hoặc là bị dư nước. Dư nước chưa chắc là suy tim nha, nhưng mà suy tim mà có câu nói là chắc chắn là đang suy tim nặng lên đó. Còn nếu mà CVP đo bằng Lewis mà bé hơn 5 là gửi bệnh nhân bị thiếu dịch, tức là thấy xẹp lép nằm đầu ngang của ống lấy là xẹp lép đó. Và cuối cùng là nghiệm pháp ghen tĩnh mạch cổ dương tính thì mình sẽ dự đoán là suy thấp phải hay là suy tim thấp trái luôn cũng được, suy toàn bộ á. Đó là ở I3 thì mới đứa nhớ được là CVP hay là tĩnh mạch cổ nổi, là suy tim phải hay là dư nước là được rồi. Còn cái tên những tình huống mà đi sau này đi học thêm, nó có tình huống đặc biệt thì mình học sao. Sau đây là một vài cái clip để mấy đứa xem sự phân biệt giữa hai cái đỉnh đập nha. Có đang thấy cái màn hình cái để tao mở này lên. Bây giờ cho mình bày đoán thử nha. Đây, rồi cái clip này đang mở nè. Thấy ghê không? Rồi này là gì? Động hay tĩnh?
anh đọc gì là đó là gì? Động mạch đúng không? Rồi đó là dấu gì? Tên tiếng Anh là dấu gì? Có gì bố cho nó biết. Dancing carotid. Ok, này thì dễ rồi ha. Thì đây là một cái dấu hiệu là động mạch cảnh nhảy múa đó, thì nó nằm ở trong một cái bệnh lý là bệnh lý hở chủ, hở van động mạch chủ hay còn gọi là dấu Corrigan nha. Cái này gọi là dấu Corrigan trên hình có đó. Bệnh nhân bị hở chủ nó có rất nhiều dấu, cho nên khi mà đọc bài khám mạch đó là toàn là mấy dấu của hở chủ mà. Đây là cái dấu thứ hai, người ta gọi là Winkle sign. Winkle sign là cái chỗ cái móng á, em thấy lúc nó trắng lúc nó đỏ lên theo nhịp mạch, gọi là nhấp nháy vườn móng á. Đây cũng là một lý do mà phải nhìn kỹ ngón tay, nhìn tới nha, có nào bị mù màu không? Nếu mà không bị mù màu sẽ thấy nó lúc trắng lúc đỏ rất là rõ nha. Nhìn ta mình thử thấy không? Nháy vườn móng. Dấu thứ ba nó gọi là nhấp nháy màng hậu ha. Nó thấy cái màng hậu nó đập không? Do là dấu Müller ha, màng hậu nó đỏ, nó xanh rồi nó đập theo cái nhịp tim. Cho mà hỏi mọi người là tại sao trong hở chủ lại có những dấu này vậy? Có thể trả lời trong một câu không? Tại sao bệnh nhân hở qua động mạch chủ lại thấy những dấu động mạch tới đọc dưới vậy? Khi thi hỏi gì á? Nói ngắn gọn gì này nha. Rồi ok, mọi người có thể nói nhiều kiểu nhưng mà mình chỉ nói đơn giản thôi là áp lực mạch nó lớn. Áp lực mạch nó lớn nghĩa là cái hiệu áp á trong hở chủ là thứ nhất là lực hấp thu nó tăng. Thứ hai khi mà cái thể tích nhắt bóp nó tăng á thì cái mạch nó phải giãn ra để nó bù trừ lại. Cho nên áp tâm được tâm trương là giảm. Nên em lấy á, dụ cái áp người bình thường là 10 14 10 đi. Thì mấy người 14 9 chẳng hạn, thì mấy người mà bị hở chủ nó sẽ lên 17 9 chẳng hạn, nghĩa là cái hiệu áp nó rất là lớn. Một cái hệ thống nhắc bóp nó lớn dẫn tới chuyện là cái sợi trên là giữa tâm thu tâm trương rất là cao, được chưa? Do đó có thể dùng một chữ là thật ra chữ này mạnh chiều sâu á nó gọi là mạch collapsing nha. Sẽ có một cái clip về collapsing points, gọi là mạch búa nước á. Thì cái này xíu trong cái clip thăm khám chung nó có chỉ cái này. Tóm lại khi mà người được hỏi về tóm lại về mặt động mạch á, là hở chủ là khám dễ nhất, mạch nó mạnh nó đẩy, và ngược với hở chủ là hẹp chủ mạch sẽ yếu nha. Nhưng mà em nhớ đó là động mạch, và tất cả những dấu mạch mà mình học trên lý thuyết á, đa số là đều liên quan tới hở chủ. Đọc bài lại đi, đa số liên quan tới hở chủ. Rồi coi tiếp nha, tới tĩnh mạch nè. Đây là một cái clip về khám tĩnh mạch. Em sẽ thấy là nó có chữ internal jugular đó là cánh trong và external là cánh ngoài. Đây là cánh ngoài nè. Thì cái ông này ông bắt đầu ông được ấn gan phòng cảnh. Khi giờ ông được ấn cái gan á, ấn gan hay là ấn bụng đều được nha, hepato hay là domino gì đều được, ấn vô bụng bụng là được. Sẽ thấy cái tĩnh mạch nó nổi lên, nổi lên trong suốt thời gian ấn chứ không có xẹp liền. Đây là nghiệm pháp gan phòng cảnh dương, em có thể dùng cảnh ngoài để khám chứ không cần phải cảnh trong.
Nhưng mà mọi người có một cái sự nhạy cảm vừa đủ thì sẽ thấy là nó nổi lên ha. Nè, đang đọc nè, tĩnh mạch nó đi ngoài vậy nè, đi ngoài cơ là tĩnh mạch, chắc chắn nó cảnh ngoài đó đó, ấn cái phần lên rồi. Đây là tĩnh mạch, đây là ấn ngang phòng cảnh dương nha. Đối với người bình thường ấn ngang phòng cảnh chắc chắn nó phòng rồi, nhưng mà ấn ngang mà phòng cảnh suốt thời gian ấn á thì mới đúng, là tức là ngang phòng cảnh dương thật sự. Đây là một cái hình khác ha. Đó, khi mà em ấn ghen phòng cảnh thì em phải nhớ là bệnh nhân không đau nha. Em ấn ghen phòng cảnh mà bệnh nhân đau bụng, mà ấn vô vùng ghen quá đau á là nó sai. Thì mà nguyên tắc là bệnh nhân phải không đau. Ông này em sẽ bị rối về động mạch tĩnh mạch. Mà ông này là âm tính đó, ấn không có nổi á. Tĩnh mạch cảnh ngoài không có nổi. Này động mạch nha. Sau đây là mình sẽ xem một cái dấu, nó gọi là sóng A đại bác. Sóng A đại bác là Canon A wave. Em sẽ thấy nó ở nằm ở trên cái xương đòn, hay một cái đập bập bập vậy đó. Nè, nhìn lại nha, dấu này nó có giống Corrigan không? Nó khác nha. Corrigan này nằm nguyên đường đi nè, còn này nó nhảy 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 như trên mà mất thôi. Đó là sóng A đại bác, nó rất là gọn và nó nhảy. Sóng A bình thường có thấy, nhưng mà A đại bác thì sẽ thấy nha. Rồi cho mọi người hỏi một câu nữa thôi, sóng A đại bác là bệnh gì? Đây là một cái hình hướng dẫn cách coi sóng A sóng V nè. Khi mà tim bình thường á, em nhìn nhìn chỗ này nè, đó nó nảy lên, nó có hai cái đỉnh, nó nảy nó có hai cái đỉnh. Nhưng mà khi mà nó bệnh nhân nhanh quá em sẽ không thấy rõ hai đỉnh. Khi mà slow motion lại á là sóng V nè, nó lên cái sóng A nó lồi lên cái, và ngay sau sóng A chính là một cái nhát động mạch nha. Ngay sau sóng A là QRS á. Là sóng A sóng xuất hiện trước tâm thu, sóng V sóng xuất hiện sau tâm thu. A V nó gần gần như vậy đó. Thường sóng A nó là một sóng rất là gọn, sóng V thì thường nó sẽ không có gọn bằng mà nó sẽ hơi lại lại một chút. Nó nhìn nó là gì nè, em nhìn không quen thì em chỉ thấy là nó nháy 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 thôi chứ cũng không biết nào là A nào là V. Mà tuy nhiên là cái tình huống hồi nãy rất là rõ, tình huống sóng A đã bé rất là rõ, thấy nó bắn bụp 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 nè. Đó. Sóng A đại bác á là mấy đứa phải thuộc cái quyết động. Cái sóng A là nó được gây ra bởi cái tâm nhĩ, mà tâm nhĩ là atrio đó, mà tâm nhĩ á nó bóp một phát á thì nó dội lên cái tĩnh mạch, nó dội lên lại cái mạch cổ đúng không? Bình thường nó sẽ dội nhẹ nhẹ thôi, nên nếu mà nó dội mạnh lên vậy á, nghĩa là nó bị bóp tâm nhĩ, nó bóp vô một cái van ba lá bị đóng, ví dụ như gọi là hẹp van ba lá chẳng hạn, thì tâm nhĩ phải bóp một cái nó vô mà ba lá bị đóng, nó dội lên trên mạnh lên được chưa? Nên mình thấy sóng A đã bé là mình biết cái nhĩ phải nó bóp mạnh và nó dội ngược lên, một là hẹp van ba lá, hai là bị lóc nhĩ thất độ ba, tức là nó không có sự tương hợp nhĩ thất. Kinh điển nó gọi là nhĩ phải bóp vào một van ba lá đóng kín thì nó gọi là cái sóng A đại bác. Rồi quay lại nha, anh sẽ chốt phần này, sau đó cho mọi người hỏi một vài câu. À quên, một cái thuật ngữ là chữ CVP. Nhiệm vụ trên lâm sàng của bác sĩ là ước lượng CVP thông qua thăm khám, và trong đó cái dấu hiệu rõ gọi là tốt nhất để ước lượng CVP chính là tĩnh mạch cổ. Tĩnh mạch cổ là chiều cao tuyệt đối cái cột nước tính từ nhĩ phải. Tĩnh mạch cổ thì nên khám ở tư thế đầu cao. Nếu ở đầu cao tĩnh mạch cổ nổi thì chắc chắn là tĩnh mạch
là có dư nước. Còn nếu mà đầu cao tĩnh, còn nếu mà đầu ngang tĩnh mạch xẹp đó là thiếu nước. Còn nếu những tình huống mà trung dung chưa rõ ràng thì phải đo, còn không đo thì phải nhìn cho ra cái đỉnh đọc của nó. Tĩnh mạch cổ nó có hai sóng là sóng CA và sóng V. Hai sóng đó đều liên quan với bệnh lý của tim phải. Sóng A đại bác thì gặp trong bệnh lý của hẹp phanh ba lá, hay là hẹp ba lá cũng ít gặp lắm, nó gấp A về độ 3 thì đúng hơn. Đó là về tĩnh mạch. Còn động mạch cảnh á, động mạch cảnh thì em phải tập bắt động mạch cảnh. Động mạch cảnh sẽ có hai tình huống là nó mạnh hay nó nhẹ. Nếu mà mình không nhớ nổi nhiều quá thì mình nhớ vậy nè, nếu mà hở van á là động mạch nó đập mạnh, còn hẹp van á thì nó đập nhẹ ha. Rồi sau đó mình sẽ học thêm về từng cái. Nếu mà muốn nhớ phần này nhớ đơn giản thôi, tĩnh mạch cổ nổi là đu nước, xẹp là thiếu nước 45 độ. Còn nếu mà động mạch á nó đẩy mạnh á là nó là bị hở van, hay là tăng cái tăng động tuần hoàn á. Còn nếu mà nó động mạch cảnh mà đẩy nhẹ quá thì nó sẽ là hẹp hẹp van hay là tụt huyết áp. Và khi học thì nên phân biệt được động mạch tĩnh mạch, và nó khó nha, không dễ đâu, mình phải tập phải nhìn cho quen. Nó có nhiều cách đó. Rồi mấy đứa có thể hỏi gì đó. Ok, hỏi đi, trả lời chung. Mình đưa hỏi nhiều ha, vậy hỏi tiếp đi, hỏi thêm khoảng 2 phút nữa đi, bạn trả lời chung, uống nước cái. Ok rồi, trả lời mọi câu hỏi mọi người ha. Uống nhiều nước có gây máu loãng, dư dịch, tăng huyết áp không thầy? Câu này nó sẽ nằm ở cái câu là bệnh nhân người bình thường khỏe mạnh em truyền dịch vô có phù phổi hay không. Đây, câu lên nâng cao của nó. Dĩ nhiên là nó phải nằm ở mức độ cỡ nào kìa. Như em uống ngày mười mấy lít coi chừng em phù phổi thiệt. Còn nếu như uống nhiều nước thì phải là nhiều bao nhiêu.
À, câu hỏi của bạn thì cũng có cái hay gì nè, anh sẽ chốt với một câu nha. Nếu tiêm người bình thường thì em đổ một lượng dịch vào, nó sẽ bóp đi hết, nó sẽ không có gây xung huyết phổi. Tức là nếu người bình thường em truyền dịch, huyết áp sẽ lên, lên xong bóp đi hết, nó lên và nó sẽ bù trừ được, chứ nó sẽ không có bị cái chuyện là phù phổi hay dư nước. Chắc chắn là vô nó mới thải ra, nếu mà thận chưa thải kịp thì cũng có thể dư, mà uống không thì chắc không nổi đâu, không đủ đâu. Máu loãng cũng vừa phải thôi chứ. Uống nước vô thì vô lòng mà. Rồi tóm lại thì uống nước nhiều thì nếu mà tim còn ở ép có bóp còn tốt á thì sẽ không tới nỗi là dư dịch. Thật ra dư dịch này đúng nghĩa của mình, nó dư dịch là bị tăng CVP á. Tại vì rồi câu sau thì cái lại câu trước ha, có xuất hiện trong mạch cổ nổi thì chắc chắn là suy tim không anh? Em hiểu như là tới mạch cổ nó nối về cái này, ta kiếm cái hình giải phẫu mới được. Mọi người có đang thấy cái hình giải phẫu không? Mà ngoài tim rồi, thấy không? Có thấy cái hình là áp lực bình thường trong vùng tim không? Thấy chưa? Quỳ. Thấy rồi anh ơi. Thì em thấy là bình thường á, cái nhĩ phải áp lực nó là dưới 5 nè, mình vừa học cái chart của nó là khoảng 5 đó. Rồi cái thất phải là khoảng 25, thì tâm thu và tâm trương là khoảng 5. Tức là tâm trương nó sẽ bằng với nhĩ phải. Rồi nó bơm động mạch phổi là khoảng 25 nè, bắp lên tầm 25 đó. Sau đó nó đổ về cái tim bên trái thì nhĩ trái là thường là dưới 12, tại nhĩ trái mà tăng cao quá là nó sẽ dội lên. Rồi sau đó xuống thất trái là chỗ áp lực cao nhất của tim nè, huyết áp tâm thu là 130, tâm trương là khoảng 10. Cho nên nếu như rồi sau đó nó bơm máu ra ngoài động động mạch chủ là huyết áp 130 và áp lực của hệ mạch là 90 nè, đây chính là huyết áp tâm thu và tâm trương của người bình thường. Nên nếu mà em đo CVP mà nó cao, tức là cổ nổi, thì em kết luận là nhĩ phải đang có tạo áp lực, được chưa? Nhĩ phải tạo áp lực này có thể là do thất phải nó bị tăng áp lực, ví dụ như tăng áp phổi, động mạch phổi này tăng áp lên, thì có thể là do suy tim phải đơn thuần thôi, cái thứ nhất. Cái thứ hai là có thể do bệnh nhân nó bị suy tim trái trước, cái tim trái này nó bị suy, cho nên cái sẽ không còn là 130 trên 10 nữa, mà nó là 130 trên 50 chẳng hạn, thì lúc đó cái nhĩ trái áp lực nó phải lên tới 40. Lúc đó nó sẽ dẫn tới chuyện là áp lực của tim mạch phổi nó cũng lên, từ đó nó gây suy tim phải và CVP cũng cao. Nó là một cái dòng khép kín ha, thất trái nhĩ trái tim mạch phổi động mạch phổi rồi tới thất phải nhĩ phải, lúc đó CVP cũng cao. Thì tình huống nó CVP nó sẽ tăng, tim mạch cổ nổi là do tim trái nó suy, là tăng là cú tâm trương của tim trái và tim phải. Cho nên khi mình nói tim mạch cổ nổi thì mình chỉ kết luận là áp lực nhĩ phải cao là chấm hết, nó là do cái gì phải tùy lâm sàng nữa. Có thể là do thất phải suy đơn thuần, thất trái suy làm thất phải suy theo, hay là do cái thứ ba nữa là tình huống nó có tràn dịch màng tim. Tại em biết cái nhĩ phải nằm trong cái lồng ngực trung thất giữa, mà cái đó nó có cái màng tim, nó có cái màng phổi nữa, cho nên ví dụ như tràn dịch màng phổi, tràn khí thì bệnh nhân bị chèn ép tim cấp, rồi bệnh nhân đó mà có thở máy chẳng hạn đi, thì nó sẽ làm tăng CVP. Tóm lại cái áp lực tĩnh mạch trung tâm nó chỉ gửi được lượng dịch trong cơ thể và tương ứng với nhĩ phải thôi, và nó sẽ đúng trong tình huống có suy tim. Nếu như người đó có biểu hiện suy tim là người đó có khó thở, có khó thở về đêm, rồi có thể khi nằm, tức là em phải chứng minh được cái áp lực của nhĩ phải này tăng là do áp lực của thất trái tăng á, thì nó mới là suy tim nha. Còn nếu nó chỉ tăng đơn thuần thôi, coi chừng nó bị hẹp cái đường về, nó bị tắc, hay là nó bị suy tim phải thôi chứ chưa chắc. Cái này thì nó hơi anh riêng là cơ chế của suy tim, nhưng mà mình có thể nhớ một câu đơn giản là áp lực tĩnh mạch cổ là áp lực của nhĩ phải thôi, chấm hết. Còn khám nó có gì thì phải kết hợp với lại khó thở nha. Người bình thường ấn gan phòng cảnh hay không? Người bình thường ấn gan tĩnh mạch cảnh sẽ phòng, nhưng mà trong vòng 1-2 giây sau đó nó sẽ xẹp xuống, bởi vì khi em ấn gan thì máu nó sẽ đổ về tới mạch chủ trên,
máu nó đổ về mạch chủ trên. Mà nếu như nó đổ về thì nó cũng tăng đó, nhưng mà nó sẽ dịch, nếu mà thấp phải còn bình thường đó, nó sẽ tống máu lên động mạch phổi là thôi à, nó sẽ không có gây cái phình động mạch cổ nó kéo dài. Cho nên có nhiều sách đó, sách thì ghi là nó phải nổi trong suốt 6 7 phút gì đó, nhưng mà có sách thì ghi, anh thấy cái câu dễ hiểu nhất là tĩnh mạch cổ nổi suốt thời gian ấn gan á thì tính là dương tính. Suy tim trái là thể nặng của suy tim phải ha anh. Thật ra câu này thì trả lời sao ta? Còn gì để em suy tim trái á, thông thường nó sẽ gây suy tim phải thì đúng hơn á. Tức là nếu mà suy tim phải có nghĩa là suy tim toàn bộ á, là thể nặng của suy tim trái thì đúng hơn á. Em bị ngược rồi đó. Và nhớ nha, trên lâm sàng mình nói suy tim á là mình luôn luôn muốn nói tới suy tim trái nha. Cái chữ cho nó suy tim của Y4, Y6 học đó là suy tim trái, tim phải là thường là hệ quả của nó thôi. Em khám bệnh nhân suy tim có đập hố thượng đòn là dấu hiệu gì? Cái câu của bạn hỏi thì anh không chắc, tại vì bởi vì hội đồng hô thượng đòn nó có thể nhiều nguyên nhân em, nhiều khi là động mạch cảnh hay tĩnh mạch cảnh, em phải nói cho anh biết đó là hội đồng của động mạch thì tĩnh mạch mới được. Còn suy tim thì hoàn toàn có thể có hai tình huống, dường như suy tim mà do hở vào động mạch chủ thì động mạch cảnh nó nảy mạnh, còn nếu mà suy tim đó, là do cái lâu ngày nó gây hở bên ba lá thì đã thấy sóng E rồi, sóng E không V rồi, cho nên phải tùy em chắc chắn cho anh đó là dấu cái ổ độc đó là cái gì, được chưa? Chứ bản thân cái chữ ổ độc ở hố thượng đòn thôi thì về mặt lý thuyết thì cảm giác nó là tĩnh mạch á, nên nếu mà em hỏi câu này thì trả lời một cách gọi là không chắc chắn lắm, thì có thể nó là hở quanh ba lá do suy tim nghe. Hở quanh ba lá có làm xuất hiện cái sóng tĩnh mạch cảnh không thầy? Hở quanh ba lá nó sẽ làm xuất hiện sóng V nha. Hở quanh ba lá là sóng V nó sẽ rõ ràng, còn khi mà nó bị lóc ở về đầu ba sóng E nó mới rõ. Cho nên những người hở van ba lá nặng á là em thấy tĩnh mạch cảnh nó đập cái ghê lắm, nhiều khi mình đi động mạch luôn á, đó là lúc phải phân biệt đó. Nick của đứa nào mà bảo vậy? Bữa em gặp bệnh nhân hen phế quản tĩnh mạch cổ nổi quá trời, về hỏi chung tụi em nè, hen phế quản tĩnh mạch cổ nổi được không? Anh hỏi tụi em nè, bên em đi karaoke á, tụi mạch cổ tụi em nổi không? Cao bài nào mà cỡ như của Bùi Anh Tuấn rồi đó, mấy bài mà cao cao á, cái đứa rặn hỏi tụi mạch cổ nổi không? Hay là cỡ như bài của Đức Phúc rồi đó. À, hay quá. Rồi tại sao lúc karaoke tụi mạch cổ lại nổi? Sức lại câu rất là chung chung nha, nãy giờ dạy sao tĩnh mạch cổ là phản ánh áp lực của nhĩ phải, nhưng karaoke tại sao nó làm tăng lực nhĩ phải? Một phần là tăng áp phổi, nhưng mà thật ra đúng nhất á là tăng áp lực của lồng ngực. Cái động mạch tĩnh mạch chủ trơn nó đổ về cái thành ngực của em mà, nên nếu mà về em bấm môi bấm miệng em thở ra hết sức, em bóp mũi lại đi thì nó cũng sẽ nổi lên. Lúc em hát nó cũng vậy đó, em sẽ rặn đúng không, lúc em rặn thì gia tăng được lồng ngực hơi, máu nó dịu được thì nổi lên thôi. Ok nha, tăng áp phổi chưa đúng nha, tăng áp phổi thật ra là bệnh lý đó. Tăng áp phổi là tăng áp động mạch phổi nha, cái chữ tăng áp phổi là tăng áp động mạch phổi, còn anh đang nói là tăng áp lực của lồng ngực thôi, lồng ngực nó có nhiều thứ trong đó. Rồi học tiếp ha, học tiếp mày nghỉ học ngàn tiếng thôi. Tùy mọi người nha, muốn học thì cứ ngồi lại nghe thôi, còn không thì thôi, này cũng chẳng có điểm danh gì cả, học tốt cho mình thôi, nếu thấy hiệu quả thì ngồi lại học. Để anh nói tiếp một chút, một cái phần nữa nó nhiều quá mấy đứa bị dội hiểu không, bị dư. Trong cái phần này anh có
mình sẽ xem một tiếp ha. Rồi và phần sau cùng, sau cùng không phải là không quan trọng nhất mà là quan trọng không kém, đó chính là đạo huyết áp. Đạo huyết áp thì ai cũng biết đạo huyết áp ha, mà mình nhắc là cơ chế đạo huyết áp một chút. Đạo huyết áp nghĩa là em bơm cái áp lực của cái băng quấn cho nó cao hơn được tâm thu của bệnh nhân. Khi mà em bơm áp lực, ví dụ như con số là khoảng 120 đi, khi mà em bơm lên tới 120 là nó sẽ tắc cái mạch máu động mạch á, lúc đó dòng máu nó sẽ không có qua nữa. Rồi khi mà em xả ra thì cái ngay cái khi mà nó vừa mở hé đủ để máu đi qua là em nghe cái bọc đó, tiếng coracoid thứ nhất đó, gọi là pha coracoid thứ nhất là tiếng đầu tiên nha. Sau đó nó mở ra rộng hơn thì tiếng nó sẽ lớn hơn, nhưng mà nó không phải là tiếng thứ nhất. Rồi khi mà nó mở ra tới một đoạn nào đó thì nó sẽ nhỏ dần, tức là khi mà nó mở suốt thì tâm thu á, thì lúc đó là nó sẽ bằng với tâm trương, nên gọi là pha 4 coracoid, và khi tiếng mất đi là pha 5 coracoid. Cho nên cái gió nếu mà lấy đúng nhất á, là lấy nghe âm đầu tiên nghe được là pha 1 và âm nhỏ dần á, khi mà nó vừa chuyển âm á, là pha 4 coracoid là đúng. Nhớ chữ pha 4 chứ không phải là tiếng thứ tư nha. Cái pha là cái chỗ âm ngay cái lúc mà âm nó chuyển á, ở cái vị trí mà âm nó chuyển gọi là pha 4. Thằng này nó còn một ý nữa, đó là huyết áp tâm thu sẽ biểu hiện cho sức cầu ấp cơ tim, và với tâm trương là cái dấu chỉ của kháng lực hệ mạch. Ở người có bệnh lý hở van thì lấy tâm thu nó sẽ tăng lên và tâm trương nó hẹp, nó giảm xuống, người ta gọi đó là tăng cái hiệu áp, pin pressure tăng hiệu áp. Còn ở người có hẹp van thì thường nó ngược lại, cái tâm thu nó sẽ thấp xuống một chút và tâm trương đôi khi nó sẽ tăng lên để nó bù trừ. Nó hơi kẹp một chút đó, nhưng mà thường nó không tới nỗi là huyết áp kẹp trong bị sốc tim nha. Còn tình huống bị sốc tim thì sao? Sốc tim có nghĩa là bệnh nhân đó tim bóp không nổi. Tim bóp không nổi thì tâm thu nó sẽ tụt xuống. Khi mà tụt xuống á, để duy trì huyết áp trung bình á, là hệ mạch nó phải co lại, huyết tâm trường nó sẽ tăng lên. Bởi vì lúc đó bệnh nhân nó sẽ có huyết áp kẹp. Tức là ví dụ như bình thường 180 thì nó sẽ giảm xuống còn 90, thì thằng kia nó phải lên 70, 90, 70 để nó bù giữ cho huyết áp tâm trường nó trung bình, nó không đổi. Ở bệnh nhân ở trong sách nước ngoài nó có một cái khái niệm nó gọi là auscultatory gap, có nghĩa là khoảng trống thính chẩn. Khoảng trống thính chẩn nghĩa là một cái khoảng nghe được mà một cái khoảng không nghe được mà mình bỏ sót á, là thế này. Ví dụ như em bơm huyết áp lên tới 90, khi em nghe đọc bập 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 bập, bơm tới 140 cái em nghe hết nghe, cái em không bơm nữa, em tính đây là huyết áp 140 90. Thật ra khi mà em bơm lên tới 170 nó lại nghe nữa, tới 200 nó mới đúng là huyết áp thật sự của bệnh nhân. Cho nên nếu mà mình ẩu, mình không có bơm, thì lý do em phải bơm, lý do nhất phải bơm tới 189 để mình nghe được cái tiếng đó, rồi mình xả xuống mình sẽ không có bị, sẽ không bị sai. Nên này nó hai nỗ là một là em bơm tới 180 cái em nghe đập, cái em xả xuống xả cái mất tiêu, ủa sao thấy mất lẹ vậy, cái chừng nó là khoảng trống thính chẩn đó, là sau đó lại nghe nữa. Thì thường nếu mà tình huống mà nghe đọc hoài bệnh hoài còn thì mình nên lấy cái pha 5 coracoid á, là khi mà tiếng nó mất á. Còn nếu như bệnh nhân đó mà em, đó là lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai là nếu như mình không bơm quá 140, không bơm tới 140 mình ngưng rồi đó, coi chừng là mình sẽ bỏ sót tình huống là tăng huyết. Tức là âm tính giả đó, người ta huyết 200 mà em đo ra có 140 là do cái khoảng trống thính chẩn nha. Tình huống này có thể gặp nhưng mà cũng không nhiều lắm, đa số mấy đứa đo đúng. Nếu sợ đỏ này thì sẽ đỏ hai tay sẽ ít bị sai hơn. Mà cô không phải đâu, lúc nào cũng phải đo huyết áp hai tay mà nha. Dù có đứa anh ơi lúc nào sẽ đo huyết áp hai tay, trả lời là ủa lúc nào cũng đo huyết áp hai tay mà. Rồi trong tăng huyết áp thì nó có huyết áp áo tròn trắng với huyết áp ẩn dấu. Áo tròn trắng gặp bác sĩ thì huyết áp lên đó, còn ẩn dấu thì ngược lại, gặp bác sĩ thì huyết áp bình thường, ở nhà thì nó lên. Huyết áp ẩn dấu thì thường nguy hiểm hơn ở trong trắng nha. Anh có một câu hỏi cho tụi em nè, huyết áp trung bình tính sao?
hay chưa cần thu tất cả chia ba giỏi. Sáu về không vẫn đọc vì sao anh? Cái câu mà sáu về không vẫn đọc á, mà cho anh hỏi em nghe, khi nào mình sẽ bị tình huống đó, khi nào mà em đo với động tác em sai chỗ nào mà sẽ đo mà về không nó vẫn còn nghe anh đọc á, là biết nó sai chỗ nào không? Có thể chứ không phải chắc chắn nha. Nếu mà mình sẽ về không mà vẫn đọc, có nghĩa là nó nằm ở pha 4, đúng không? Nè, pha 4 là cái pha mà nó còn mở hơi hơi nè, nghe đọc được mình đọc hoài hoài á. Nghĩa là cái web bệnh nhân em tắt nó xong, cái em không có mở nó ra, mà em cho nó nằm gì hoài. Thì tình huống đó nghĩa là em để cái ống nghe vô quá mạnh, hay là em kẹp cái ống nghe ở dưới cái băng quấn, rồi em quấn sao nó không có quấn vô cái nó không có mở được nữa, nó cứ hẹp vào mặt hoài, hiểu không? Cho nên nếu như nếu mình làm cho thường là do cái ống nghe em để dưới băng quấn đó, hoặc là siết quá mạnh đó, ừ cũng có thể. Rồi thì nếu gặp tình huống đó thì một là mình chỉnh động tác mình lại, hai là mình có thể lấy pha 4 thôi, chỗ âm nó vừa giảm đó. Chỗ âm nó vừa từ lớn sang nhỏ thì mình lấy đó là pha 4, tại vì pha 5 nó không mất, mình sao lấy pha 5 được, đúng không? Được, cái câu hai chưa cộng thu chia ba, đúng không? Câu hỏi thứ hai nè, bây giờ huyết áp trung bình của một ca 100 trên 60 với một ca 90 70, cái nào cao hơn? 100 trên 60 so với 90 trên 70, cái nào huyết áp trung bình cao hơn? Anh hỏi là ca nào huyết áp trung bình cao hơn? Trả lời cả hai. À, cả hai á, đọc là cả hai. Ok, bấm máy sẽ thấy nha, đừng có thấy bạn comment này comment theo nha. Rồi, như vậy rút ra là, mà giả sử như em làm hồi sức thì em sẽ quan tâm tới huyết áp trung bình hay huyết áp tâm thu. Khi anh đọc những cái khuyến cáo về hồi sức tim chẳng hạn, mình luôn luôn nghe một câu là phải duy trì huyết áp trung bình, được chưa? Bởi vì nó là huyết áp sẽ quyết định tới máu mô. Từ đó nếu người bệnh nhân quen huyết áp 90 cho 70 hay 100 cho 60 thì thật ra có vẻ như huyết áp 90 70 là huyết áp trung bình cao hơn đó. Nó đúng là như vậy. Thế nên mình lại luôn luôn tính là trung bình nha. Nếu những ca tụt huyết áp á, tính trung bình chứ không có nghe nó chạy huyết áp 10 mà có sao đâu. Huyết áp 10 mà 10 trên 4 mà sao? Huyết áp trung bình nó có 6 mấy là đâu đủ. Được chưa? Bài học cho em là không nên dựa vào huyết áp tâm thu nha, chủ quan dễ bị sai lắm. Nó trung bình mới là cái mình quan tâm ở những ca, nhất là những ca bị tụt huyết áp. Công thức phải thuộc nha, công thức không thuộc không nói chuyện được nha. Cái công thức ở trên mà không thuộc là coi như là out từ vòng gửi xe, không nói chuyện được nha. Hay chưa cộng thu chia ba đó, tất cả chia ba. Đó là lý do mọi người phải học từ sinh lý nha. Mà thật ra lúc học sinh lý thì không được nói nhiều về lâm sàng, đúng không? Cũng chưa đủ trình để nói. Rồi, tóm lại, cái bài này nói về thăm khám toàn diện hệ tim mạch nè. Nó có từ chân, có phù hay không nè, có phù xương cùng hay không nè, rồi có nước tiểu hay sao, tổn thương ở tay, áp lực mạch, thở là, đã hình này có trên Facebook của anh đó. Tới mạch cổ, ha, sóng E, sóng V, rồi mắt mặt nè, nắm tay vặn giò ha, coi hết này, sau đó mới nghe tới phổi hay tới tim mới tới khám tim, rồi mình sẽ có thể ấn gian phòng cảnh nếu cần. Bây giờ mình có cái clip của anh ta khám sau đó còn một ca rồi nghỉ nha. Đây là cái clip thăm khám nè, mọi người có đang thấy cái chữ mắt Leos examination không? Tao quăng cái link cho mọi người. À, thấy chưa, thấy chưa, thấy cái bài này đâu quý hấp chưa? Đây ha, rồi không phải là lên nha. Đầu tiên là mình khám á, là mình thì mình học rồi này, ôn lại chút thôi.
cũng chào hỏi này kia, rồi nhìn bệnh nhân coi đó, nhìn coi có khó thở gì không á, nắm cái tay coi có những cái dấu nói không, cho bé cô standing rồi thấy không, xuất huyết hay không, coi có tay bấm bấm được rồi, bấm bấm được biết chi không, bấm bấm coi nó có đỏ lên không, bấm mà trắng giờ là nó bị giảm tưới máu mô á, coi coi nó có những cái dấu mình vừa học không, dấu hiệu quýnh khô hay là xuất huyết dựng móng hay không. Sau đó bà bắt mạch nè, đếm mạch nha, có một động tác gì nè, anh đố em là bà làm gì á nè, mà xong nắm tay bệnh nhân, họ có đau dai không, dở cái tay lên vẫn bắt mạch đó, đó là làm gì biết không, nãy có đứa nói dấu đó đó, trong thở chủ á, nắm tay xong dở lên bắt mạch, bị gì phải không, có giờ nghe như water hammer chưa, water hammer thì cứ mờ nha, búa nước á, gọi là mạch nảy mạnh chìm sâu á, là bệnh gì, là bệnh lý hở van động mạch chủ nha em, đó là khi em bắt mạch rồi sau đó em dở tay bệnh nhân lên thì cái mạch đó đó khi mà mình dở lên nó máu nó sẽ về tim hết, nó sẽ bị trống, rồi nếu mà hở chủ á cái bóp nó mạnh nó sẽ tống ra một phát cái bụp vô cái tay mình á, cái dấu đó là dấu Wasserhammer, Wasserhammer là búa nước, là cái đồ chơi con nít á, cái búa bằng nhựa trong nó có nước á, đập cái đó, nó kêu cực 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 trống á, thì mà dấu này là một dấu của hở chủ, mà đưa cái tay cao hơn cái tim ha, rồi sẽ thêm nha, collapsing point rồi nếu anh chìm sâu là nó đó, sau đó bắt mạch hai tay, tại bệnh nhân coi có hai bên nó có bệnh nào yếu không, bắt mạch hai tay là một dấu đơn giản hơn là đau áp hai tay nha, nhưng mà đau áp hai tay thì vẫn những khuyên hơn, rồi bắt mạch hai tay thì mình nhớ là nếu bên nào yếu mà chừng bên đó nó bị hẹp động mạch nha, cho hỏi là cái bài đau áp bả đo sai chỗ nào, anh cũng không thể nói sai đâu, tình huống này nó có thể nó bị sai là sao biết không, cho ta để cái ống nghe ngoài cái vòng bấm ha, mà tình huống này sẽ bị sai khi nào biết không, dễ bị sai là do gì, mình cũng hay bị lắm, mà lý thuyết thôi, ừ, là do bệnh nhân rộng tay á, bệnh nhân cái tay bệnh đúng lý thuyết nha, thì bệnh nhân cái tay bệnh nhân phải có điểm tựa, còn này tay bệnh nhân ok mọi người thuộc bài đó, tay bệnh nhân này gồng là sai đó, nhưng mà thôi tạm thời cũng không, nó cũng không sai xấu lắm đâu, nói cho mấy đứa biết, ở đáng quên dạy nữa, cái chỗ huyết áp á, có khi nào huyết áp nó bị cao giả không, như đo huyết áp có khi nào bệnh nhân đo huyết áp 15 mà em đo ra 16 không, ngoài trừ cái chuyện quấn chặt còn tình huống nào nữa biết không, có khi nào bệnh nhân huyết áp 15 mà em đo ra 16 17 không, nếu không phải là do cái vòng quấn quá chặt thì bệnh nhân làm gì, hay là bệnh nhân đó làm sao, mấy ca làm sao hay bị như vậy, mấy ca làm sao hay bị như vậy, mới vận động mạnh bệnh nhân sợ rồi, còn gì nữa không, cơ địa bệnh nhân làm sao, thấy chuyện làm sao, chưa nghỉ ngơi trước khi đo, không phải em gì, bệnh nhân mới vận động mạnh đi thì huyết áp bệnh nhân cao không, cao chứ, là mình vẫn đo đúng hiểu chưa, anh đang hỏi là bệnh nhân huyết áp bệnh nhân không có cao mà em đo ra cao á là em đo sai á, rồi các bạn trả lời được nè, là bệnh nhân mập á, tại vì em nhớ cái câu là hơi quấn dùng băng quấn vừa đủ, mà nếu mà quấn quá chặt á thì nó sẽ bị cao hơn thật sự hiểu không,
Nên nếu mà bệnh nhân mập á, có nghĩa là cái tai bệnh nhân nó mập quá, nhiều khi mấy đứa uống không hết, mấy đứa bị bung luôn, bị bung xong cái mấy bạn mới cái tai đè lên đó, một là đè lên là nó chết quốc rồi, cái hai là dòng băng quấn không phù hợp với dòng cánh tay thì nó cũng bị cao trong tình huống bệnh nhân quá mập. Và nếu bệnh nhân mập thì mọi người sẽ bị một câu là sao tôi lo bà nào mập cũng 16, 17 chừng, có chừng là tại mấy đứa đó, tại bà mập quá cho nên cái tai vốn không có chặt á, nó ra cái nào cũng cao chứ nha. Dĩ nhiên là cũng cao tới 16 thôi chứ không có 19, 20 đừng nói do mập nha, đó là mập do huyết áp cao thiệt á. Thì tình huống đó nếu gặp thì có thể mình đau huyết chân ha, cũng quấn lên cái chỗ chân mắc mạch thì chạy trước thôi, nhưng mà thường cũng sai sai nhiều lắm, nhiều thôi. Câu này thực tế làm sàn có bị á, nên tôi suy ra nếu bệnh nhân ốm á là em sẽ bị thấp giả nha, nhiều nhân quấn không chặt cho bệnh nhân ốm á, quấn lòng le là đo huyết áp sẽ có chín thì trời, cuối cùng ủa quấn không chặt, quấn lại cái nó lên, cho nên quấn sao mà học cái ngón tay vô vừa là được ha, đừng có quá chặt hay là quá lỏng. Đó, bà đang khám cái động mạch cảnh, đi làm sàn anh nghĩ là em chẳng bao giờ thấy người ta khám động mạch cảnh, bắt mạch không thèm bắt mạch cảnh mà nó cũng ra nhiều bệnh lắm nha, mới đến tập khám này nhìn đó, kêu nghiêng cổ qua nhìn cái tịch mạch cổ coi nó nổi không, nó có đỉnh đập không, ông này chắc không có rồi, ông đâu có bệnh gì đâu, nhưng mà phải nằm đầu cao thì nó mới đúng, còn đầu nghiêng thấy là chắc là này. Rồi ấn gan phòng cảnh, nếu không thấy rõ thì ấn gan phòng cảnh có thấy không, nhìn có xanh thay lát me có tím hay không, nhìn như thấy thiếu máu hay không nữa nha. Đây là đang nhìn coi người ta có những cái sẹo hay là những cái bất thường thành ngực hay không. Rồi này là sờ mỏm tim, sờ mỏm tim rồi sau đó xác định cái khoang lưng sườn, còn ở tay trái là sờ cái đường trung đòn coi nó lệch không, rồi sờ cái đó là sờ cái hip, cái phi là cái giống như cái rung miêu mà nè, bạn thấy chữ này không, ventricular hip, hip hip này có nghĩa là cái trill là rung miêu, còn chiếc hip này nghĩa là cái tâm thất nó bự quá nó đập mà mình sờ được trên thành ngực á, thì những cái chỗ này mà sờ được cái chân là thất phải nó to, cạnh nước trái á cái vùng ba to lá đó sờ được á, thất phải nó to, còn xuống dưới thượng đọ xuống dưới cái thượng vị là cái của hạt dê ha, dấu hạt dê. Rồi nghe tim thôi, nghe tim thì chắc bữa khác ha. Rồi nghe tim, nghe phổi nè, anh đố em mà làm gì nữa? Nghe xong mà sọt sọt cái đó làm gì đó, thấy tay không đó, đó mới làm gì, sợ mong bệnh nhân ha, thấy không, rồi xin cầu chi, đúng rồi đó, rồi xin cùng rồi. Một từ là sacral edema ha, sacral edema nghĩa là phụ cái dòng xương xương cùng, xương cùng, và nó là một cái phụ kín đáo mà luôn luôn phải để ý, đôi khi người ta không phụ chân nhưng lại phụ đó. Rồi coi thêm clip nữa ha, giờ cho mấy đứa con một ca thật sự này, này đây ca này cũng nặng rồi, đây có clip này, trong này hỏi về câu nghĩ nha, bữa sau nó tiếp nghe tim, thắng tim bữa sau là bữa nào trời, tôi cũng không biết luôn. Rồi mình xem một cái clip bệnh nhân, bệnh nhân 55 tuổi nha, vào viện vì khó thở,
nè, ông đang mắc monitor tùm lum nè, rồi ông nằm ông thở, thì mình thấy là ông có thở là giờ hỏi mọi người là ông này có bị khó thở không đó, ông sao ông bệnh bệnh nặng hay bệnh nhẹ, kiểu thở làm sao nó thường nó mô tả vậy đó. Thường là khó thở mình phải, ông này khó thở rõ nha, thường là mình dựa vô cái cơ hấp phụ em thở nè, bụng nó cũng phải hỗ trợ, rồi đôi khi thở quan trọng nhất chính là thì nhịp thở rất là nhanh, người bình thường không có ai thở mà không vận động mà thở 20 lần cũng không tới đâu, một phút tụi em thở chừng mười mấy lần à, ông này thở rất là nhanh. Rồi cái kiểu thở đó là gắng sức, nhưng mà giả sử như kêu tụi em lựa cái thì hít vô hay thở ra thì nào khó hơn đi, thì nào dài hơn mà nhìn ra không, câu này hơi chua hơn chút. Ủa nhắc mới nhớ hồi nãy có đứa hỏi cái vụ hen phế quản đó, qua trả lời nữa. Sao rồi, thấy hít vô thở ra nào dài hơn? Cứ hít vô được thở ra. Ở ông này anh có cảm nhận là hai cái nó cũng không có khác biệt lắm, hít vô thở ra gì cũng vậy. Ta kiếm cái ca nào thật sự mà. Để họ kiếm một ca hen phế quản coi thử ha. Nhưng mà cái câu nãy hen phế quản á là anh không có cho anh, nhưng mà anh cũng thấy cái này khó thiệt, nhưng mà cảm nhận của anh là thì thở ra dài hơn chút thiệt, nhưng mà nó không có rõ ràng nha em. Còn trong suy tim thì là hít vô thở ra gì cũng khó chứ em ơi, có thì có hen phế quản á thì thở ra nó dài. Cái vụ nãy bạn nói đó, hen phế quản mà tức là cô nói là cũng đúng á, là nhưng gắng sức thở ra tại vì nó nghẹt vậy á, thở ra nó khó, nên gắng sức thở ra thì có thể tăng lực lồng ngực á, người ta hen quẹt tới mặt cổ nổi bình thường, chưa kể người đó có thể có bệnh phổi nữa nha. Hiện thời kiếm cái clip bệnh nhân có mà đang nói kiếm mà sự gọi đại asthma đi, asthma patient đi, nó bài học nó lên mạng ngồi vậy nè đó, bạn này nó bị hen này, có nó thở giống nãy không, à, biết sao nó khó nhìn là tại đọc tốc độ nhanh quá. Đó, nè, hay thở không? Hít vô. Đếm nè, hít. Một. Này, thở ra. Lần sau sao? Thấy bệnh nhân đó thở ra khó hay hít vô khó? Cái thằng ngớm nhất mới coi đó. Nhìn kỹ mình thấy cái thì thở ra rất là dài ha, hít vô một cái nhẹ nhàng nhưng mà thở ra cái đầu thấy nó rặn. Đó, hít vô đó, thở ra rất là dài. Đó, biết lâu sau mới hít vô một cái nữa. Đó. Thì đây là cái kiểu thở của hen. Còn cái ca hồi nãy của mình thì nó hơi, nó không có giống như vậy nhưng mà nó cũng không có rõ ràng là hít vô thở ra, được chưa? Đó, rồi. Phân biệt ha. Cái thứ hai là bây giờ cái ca này thì tới đây thì chắc mấy đứa hết biết rồi, mà để anh mô tả luôn. Bệnh nhân này thì sau đó đây là cái monitor của ổng, cái dòng ở trên là cái nhịp tim là 140 mấy đó, nhịp này thì có vẻ vẫn còn xoang nhưng mà không có đều lắm, có ngoại âm thu nhiều nhĩ đạo. Cái hai là kết BO2 nó cái số 27 này là cái mạch cái gì vậy? À, 27 là tần số hô hấp ha, thở nhanh với nhịp tim nhanh đó, nó không đều lên tới 168 đâu, tim không đều.
Irregular là không đều ha, và nhanh. Còn đây, SpO2 là 74, tức là bị siêu hấp. SpO2 dưới 80 là nãy nói tím rồi đó, này là bị siêu hấp nè. Huyết áp thì cao, SpO2 thì thấp, chẩn đoán, đó, cái chẩn đoán là gì? Rồi, sau đó mình có một cái tìm thấy gì vậy ta? Đây là cái điện tim của ổng thì mình thấy là một cái nhịp cảm giác hơi giống rung nhĩ, không thấy sóng B mà nó không có đều. Bạn này thấy B nè, bạn này thấy cuồng nhĩ nè, thì chắc này rung nhĩ quá, nhưng mà không có thấy một cái là không thấy nhồi máu ha. Rồi mà nhịp tim nhanh, huyết áp cao, đây là siêu tim tại giường nè, em thấy cái tim nó bóp nè, cái tim bóp như vậy là mấy đứa cảm nhận nó bóp tốt hay là không tốt đó, hai vùng tim nè nó đang bóp nè, chưa học với siêu tim nhưng mà cảm nhận bóp vậy là bóp tốt hay không tốt. Cái tim nó đờ nha, tim rất là đờ nè, tim bình thường tao bóp vậy nè đó, giãn ra là bóp cơ nó mới dày lên vậy nè đó, tim bóp vậy nó mới hiệu quả nè, giãn ra là co lại, lúc mà giãn ra thì tim mỏng, co lại thì dày lên, nhưng chuột thì nó gồng lên, còn ông này tim không có bóp gì đâu nè, nhảy là đâu bóp gì đâu nè, đâu đâu có co lại đâu, ef chừng 20% mà nhìn tim này biết suy tim rồi đó. Suy tim này cấp á, cấp theo mạng chưa biết nhưng mà thấy biết suy tim rồi đó. Rồi có một cái nữa là ở nước ngoài ta làm một cái chiêu đó là siêu âm phổi. Siêu âm phổi em thấy mấy cái đường sọc 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 này nè, mấy cái đường dọc xuống đây nè, đường đó nó gọi là đường đường B á, B-line á, thì có nghĩa là cái ông đó là có đường bi như trong phổi có nước. Rồi tóm lại đây là một ca, một ca tim nhanh, huyết áp thì cao, rồi khó thở hay thì phổi có nước là nghe là đẫm đó, thì là một ca gì chẩn đoán gì biết không? Suy tim đúng rồi, nhưng mà SpO2 tụt em, suy tim mà có siêu hấp, mà suy hấp đó là do nước trong phổi nhiều quá, người ta gọi là phù phổi nha, cái ca này là tim nó yếu quá là tăng cái áp lực tĩnh mạch phổi rồi nó gây phù phổi ha. Vậy thôi mình hiểu, mình có một cái nhìn chung như một ca phù phổi thôi. Bây giờ để chốt là vấn đề nha, rồi mấy đứa hỏi rồi mình nghĩ nha. Bữa nay mình học những cái dấu hiệu mà nó không phải là dấu hiệu khám tim, mà mình là sinh viên mình luôn luôn có một cái sai lầm là mình khám tim mình chỉ nghe tim thôi, đó là sai lầm. Mình phải khám những dấu hiệu mà có liên quan tới bệnh lý ngoài tim, không phải tức là bệnh lý tim mà biểu hiện ở ngoài cái tim á, thì là tím tái nha. Tím tái thì nhớ là tím tái xuất hiện khi SpO2 dưới 80 thôi, và con số trong sách vở ghi là hemoglobin khử là trên 5 gram trên lít, còn anh tức nhân dạy là trên 2.3 là nó thấy rồi, mà thôi nhớ năm đi để thi rớt à. SpO2 dưới 80 thì thấy, dễ thấy, người càng thiếu máu thì càng khó thấy, càng dư máu thì càng dễ thấy, dư máu là đau hầm cầu nha. Cái thứ hai là tím là trung ương ngoại biên nha, tím trung cầu, cái đoạn này nhớ một câu thôi, trung ương là máu từ tim đã tím, ngoại biên là ra ngoại biên mới tím. Về vấn đề của tay dù trống thì nhớ tay dù trống dễ thấy lắm, nhưng mà nó sẽ liên quan tới bệnh lý ác tính là nhiều, thường gặp hơn ung thư phổi chẳng hạn
rồi sau đó mới tới bệnh lý thì bẩm sinh. Còn nếu mà muốn nói chung á thì nó liên quan tới hiện tượng giảm oxy mô mãn tính. Về phù, bài phù thì mình học nhiều, nhưng mà nhớ cái, nếu mà phù mình thì nên nhớ là nó có nhiều nguyên nhân nha, nó có nhiều cơ chế, trong đó chỉ có một cơ chế là trong suy tim là tăng thủy tĩnh thôi. Còn những cơ chế khác thì có thể do những bài khác học, nó sơ gan hay viêm phổi gì đó. Và trong cái phần Chesapelakma thì mình sẽ thấy nó, nghĩa là người đó khả năng cao tăng mỡ máu gia đình nha, không thấy nó cũng không loại trừ được tăng mỡ máu. Còn về hai cái dấu tĩnh mạch loét á thì nó rộng, nó nông, động mạch thì nó sâu. Và thường động mạch thì không có đau nhiều bằng tĩnh mạch. Còn về đánh giá nước nôi á thì mình nhớ nè, một là tĩnh mạch cổ xẹp nhưng mà phải nằm nó xẹp cộng với lưỡi khô là thiếu nước. Tĩnh mạch cổ nổi mà kèm với tư thế đầu cao mà cổ nổi là dư nước. Mà cổ nổi mà cảnh ngoài cũng được, không cần phải là cảnh trong. Và CVP trong tim mạch thì cái áp lực tĩnh mạch á nó sẽ tương ứng với chuyện là người đó có tam bực nhĩ phải, tim phải. Nếu muốn nói suy tim thì phải có kèm khó thở nữa, chứ không thể nói đơn thuần được. Không thể nói tĩnh mạch cổ nổi là suy tim được nha, phải có làm sàng của suy tim nữa, suy tim trái, suy tim phải. Cuối cùng là huyết áp. Huyết áp thì mới nhớ tâm thu với tâm trương. Tâm thu là co bóp, tâm trương là hệ mạch. Và cái mình quan tâm là huyết áp trung bình. Rồi mọi người hỏi vài câu đi rồi nghỉ nha. Suy tim và suy tim xuất huyết khác nhau không anh? Sợ hỏi chẳng đoán không vậy? Suy tim, đầu tiên mình có chữ suy tim xuất huyết đó, có nghĩa là congestive congestive heart failure, đúng không? Heart failure. Khi mà em nói chữ suy tim xuất huyết là một chữ hồi xưa rồi, khi mà người ta dùng chữ congestive có nghĩa là cái tim đó nó cũng không chắc là cái thể nó là cái gì. Bây giờ người ta không dùng chữ này nữa, người ta dùng là suy tim có ở ép bảo tồn, ở ép giảm hay là bảo tồn thôi. Nếu muốn trả lời cho bạn nam cao duy này thì suy tim xung huyết là suy tim là một, nó là một, nó có thể là một cái thể nhỏ của suy tim nha. Đôi khi có suy tim mà nếu mà bệnh nhân khô, bệnh nhân mà em trị ổn thì cũng không xung huyết. Nó có thể hiểu suy tim xung huyết là tình huống bệnh nhân suy tim mà ép giảm đó. Rung nhĩ có huyết khó nhĩ phải không anh? Câu hỏi hay, câu hỏi này thì cho y bốn trả lời. Bạn Hân Trần lại vì mấy hỏi câu này vậy? Bệnh nhân phù phổi hay anh ẩm hay răng nổ gì anh? Câu hỏi của bạn Khen thì anh nói gì nè, thật ra cái ranh ẩm hay ranh nổ á nó có nghĩa là trong phế niệu có nước, hiểu chưa? Mà nếu mà nước nhiều á, nước ít á thì ranh nổ, mà nước nhiều thì ranh ẩm. Nó cũng khó trả lời là cái nào. Tuy nhiên nếu mà bệnh nhân có bị xung huyết phổi á thì thường ra ranh nổ trước ngay hai bên, sau đó huyết áp giọt lên, bệnh nhân bị phù phổi nặng hơn thì có thể sẽ nghe ranh ẩm. Nên về mặt kinh điển thì trả lời câu hỏi của em thì phù phổi sẽ nghe ranh ẩm ở hai bên, nhưng mà nói về hiện tượng xung huyết phế niệu thì hoàn toàn có thể nghe ranh nổ thôi cũng có nữa, mà phải nghe hai bên nha, thường là nghe hai bên. Thầy nói nhiều hơn giữa web kẹp được không ạ? Suy tim ứ huyết và suy tim xung huyết. Ok, ứ huyết xung huyết gì cũng là nó chữ xung, có nghĩa là nó bị dư, nó bị nhiều quá, mấy xung quá đó. Xung huyết là nhiều máu đó. Và thầy tâm trương nha em, tức là gì nè, nó có tâm thu của tâm trương phải không? Thì có thể tâm trương á, khi mà bóp tống máu đi mà tống không hết á, nó ứ lại một mớ á, thì nó gây suy tim, nó gây tăng áp lực của tâm trương, thì nó gọi là xung huyết đó, là dư nước đó. Nhưng mà không phải lúc nào cái đó nó cũng là, không phải suy tim nào nó cũng biểu hiện gì đâu, đôi khi nó vẫn bóp máu đi được, nhưng mà nó giảm cái co bóp thôi, chứ không phải luôn luôn là bị tâm trương nó biết. Huyết áp kẹp, huyết áp kẹp nó được xem là một cấp cứu, nhưng mà nó thường nó sẽ là tụt và kẹp.
dụ như em thấy bệnh nhân đó huyết áp tự nhiên đang 10 cái giờ nó xuống có 8, 8, 6 đi, thì có nghĩa là bệnh nhân đang bị suy tim cấp, cái tim nó bóp không nổi, cho nên mạch máu nó phải bù lại. Những ca đó mình phải cho tăng co bóp lên để cho nó bù lại cái co bóp, thì lúc đó mạch nó sẽ trở về, nó sẽ bù trừ lại. Huyết áp kẹp được xe nào cấp cứu nếu nó có tụt nha, tại vì nếu huyết áp kẹp có nghĩa là dù như bình thường em nhớ hỏi chỗ không, áp lực mạch là 160 trên 100 thì cái hiệu áp tâm thu tâm trương nó rất là cao, máu tống đi nhiều, mạch đẩy mạnh chìm sâu đúng không, tức là máu nó ra nhiều. Còn huyết áp kẹp là giao như 80 60 mạch yếu xìu bắt không được, cho nên là cái một cái nhát bóp nó bóp đi máu rất là ít, cái hiệu áp nó thấp quá. Tuy là huyết áp trung bình nó giữ được nhưng mà nó không khu lượng tim nó vẫn không đủ, nó vẫn là nó sẽ vẫn sẽ gây bệnh nhân nó bị giảm tiết máu mô, vẫn là một tình trạng sốc do cái lượng máu bóp đi nó không đủ. Huyết áp kẹp là mạch yếu xìu ha. Rồi. Vậy bây giờ lâm sàng mình chẩn đoán suy tim trái hay phải đúng không anh? Họ đã chẩn đoán luôn rồi hả? Khi mà em học tới Y4 á, cái câu lâm sàng mà em ghi là suy tim, rồi ông thầy hỏi đâu ok, rồi suy tim đó là ông thầy ông hiểu cho em suy tim trái rồi đó, rồi ông hỏi suy tim này ở ép bảo tồn hay ép giảm thì em mới coi siêu âm tim là suy tim ở ép giảm, tức là do giảm co bóp. Sau đó sẽ hỏi suy tim là do cái gì, tăng huyết áp, do bệnh vành hay là do gì đó ở bên tim. Rồi sau đó mới hỏi tiếp là suy tim này nó có gây suy tim phải luôn chưa, tức là suy tim trái hay là suy tim toàn bộ thôi. Có ít khi nào mà mình đi suy tim đơn thuần lắm, nó dùng cái suy tim thôi thì em thầy cũng hiểu là trái đó. Còn nếu em muốn nói rõ thì cái này em ghi là suy tim phải, nếu mà em ghi suy tim phải chẳng đoán nghĩa là ông thầy cũng hiểu là không có suy tim trái, hiểu chưa? Tại vì suy tim phải là sách dạ cái chữ heart failure trong mấy khuyến cáo á, là ý nó là nó bên trái này nó dựa vào siêu âm tim. Huyết áp một bên tay cao hơn nhiều hơn bên kia gặp trong trường hợp nào? Một tay cao một tay thấp thì có hai khả năng, một bên nó bị thấp một bên nó bị cao, thường là bên một thường tình huống hay gặp là một bên nó bị thấp. Giữa tay trái thì huyết áp thấp, tay phải huyết áp cao, thì một là tay trái nó bên đó nó bị hẹp bệnh lý động mạch, hẹp mạch quay hay là bệnh lý nó bị hẹp động mạch cánh tay, hay là bệnh nhân đó bên trái nó có bị động mạch chủ bóp tắc chẳng hạn, thì nó sẽ tắc một bên, tại nó tắc từ cái đoạn chia trở đi thì động mạch chủ tắc cũng nghe hai bên không đều. Còn ba nữa là bị hội chứng cướp máu dưới đoạn, bị bệnh nhân bị hẹp cái động mạch dưới đoạn nó cũng có gây ra một bên không bằng bên kia. Mà hỏi bạn Quốc Điền nè, anh hỏi em chứ giờ nhiều nhưng mà cao bao nhiêu mới là bình thường, với hai tay trên lệch bao nhiêu á mới là bất thường ha, suy nghĩ coi. Bạn hỏi tại bệnh nhân thiếu máu mô lại gây ngón tay dù trống, ngón tay dù trống thì cơ chế chưa rõ hỏi anh cũng khó trả lời lắm. Nhưng mà nó liên quan tới có một vài giả thuyết á, nên mà cái hình đó cho em coi lại. Ngón tay dù trống nó thường nó gọi là một cái giả thuyết là PDGF, gọi là cái ngón tay dù trống là do những cái tiểu cầu á, một tiểu cầu nó bị vỡ ra đó, rồi nó sẽ gây những cái yếu tố tăng sinh mô, yếu tố cái giả thuyết đó là giả thuyết được chấp nhận nhiều nhất á. Dĩ nhiên là cái khả năng em với cái câu mà anh nói mà ngón tay dù trống gặp trong bệnh nhân mà giảm thiếu máu mô và oxy máu mô á, đó là thực tế quan sát thấy vậy và sách vở ghi vậy, nhưng mà tại sao á thì nó còn chưa rõ lắm nha. Mà trong đối với Y3 cái câu hỏi tại sao là câu hỏi khó nhất á, hỏi anh thì kia trả lời cũng không, mà cũng là cơ chế chưa rõ nữa. Móng tay trắng hay nhịp đập của tim là dấu gì? Móng tay hả? Hồi nãy chỗ là nói rồi mà, do Winkle khổ hả? Lúc trắng lúc đỏ hay sao? Đau sau óc hay nhịp tim đập bệnh gì tim gì không ạ? Nói chung nếu mà một cái cơn đau đầu mà có liên quan tới mạch đập thì một có là bị viêm mạch dù như migraine, viêm mạch thái dương, hai là bị tăng huyết áp. Tăng huyết áp thì thường nó bề mặt lý thuyết nó không có đau đầu, nhưng mà có nhiều ca đúng là cũng đau, mà đúng nhất là nó phải đau hai bên cái hai bên thái dương á. Đau sau óc thì thỉnh thoảng cũng có, nhưng mà thường là
nếu mà đau nhiều cần thì nên tầm soát đau mạng migraine nha. Slide để hỏi cắt gửi cho. 30, ok. Trên là khoảng trên 20 nha em, như tay phải trong hai tay trái 90 đi thì là đó đó. Dấu lên đô phi hả? Là gì vậy? Anh còn không nhớ nữa. Cái bài hỏi chủ á, nó có nhiều dấu lắm, nó nhiều dữ lắm luôn á. Ờ em 80 90 ý em, nó là tim đập quá mạnh đó hả? Ờ nó đây em chắc nó quá, mấy cái dấu mà nhịp tim đập rồi thấy cơ thể nó có những cái biểu hiện mà xem nhịp tim, ví dụ như nhấp nháy giường bóng, đầu gật gù nè, đồng tử giãn thì nó cũng là thường là do hở chủ á, thường nó là do sự thay đổi quá lớn của áp lực tâm thu và tâm trương thôi, và đa số là do hở chủ. Ở F 80 90 hơi bị cao nha em, mà tình huống này em gặp đó giờ nhiều khi xài đô bu không sẽ tăng co không chừng, chứ người bình thường chắc khoảng 70 à 80 cũng có, nhưng mà nghỉ ngơi chứ không tới 80 đâu, tim bóp dữ rồi. Kể cho nghe một cái câu chuyện với cha nào để mút xếp ra xong rồi ngủ nhảy lộn viên cường à, biết ông này không? À đây dấu để mút xếp chả là gì cả nhưng mà nghe cho vui vui vậy thôi. À, bữa viết bài gì cha này nè, ông này phải bác sĩ không đó. Ông này là ông là nhà thơ nha, nhưng mà tại sao ông lại có tên một cái dấu của hỏi chủ, dấu đề bút xét có nào biết không? Đề bút xét sai nè, hỏi chủ là đề bút xét sai là dấu hiệu lâm sàng, cái đầu nó gật gù theo nhịp đập của tim. Tại sao lấy tên ông nhà thơ, là ông nổi tiếng tào lao. Ờ, nó tí ừ. Đúng rồi đó, tại vì ông bị đúng không? Thì cái ông này á, ông chết vì hở chủ. Không, nhiều khi ông chết vì ngưng tim em. Ông chết vì cái gì? Không, thì ông chết vì ông ngưng thở. Nhưng mà vậy nè, tại vì cái ông này bố xếp này á, là nhà thơ này trong những năm cuối đời người ta nói là ông cứ ngồi ông làm thơ cứ gật gù hoài, gọi là để bố xếp ngồi bên lò sưởi đầu gật gù sau khi làm những bài thơ cuối đời, cuối cùng mới biết ông chết do hỏi chủ nặng. Thì ra lúc đó ông bị hỏi chủ nặng quá nên ông gặp gù là do cái khu lượng tim lớn quá đó, nên sau này đặt tên ông là dấu hiệu đeo bố xét rồi vậy thôi đó. Ok nghỉ nha, rồi khi nào học nữa qua dịch ha. Tôi biết đâu, tôi có biết giãn cách xã hội tới nào đâu. Không, anh chỉ dạy mấy đứa tới hết dịch thôi nha, qua dịch tôi không dạy nữa đâu, đâu làm đâu dạy nữa. Không, qua dịch tôi không dạy anh đây nữa nha, chỉ dạy anh đây trong dịch thôi, đi ba với đi bốn. Ừ, để sắp xếp một bữa dạy nghe tim nha mọi người nha. À, tuần sau cũng được. Đọc bài lại đi tuần sau.